Tak mau temunya nih, gitu. Ketemu ternyata nih. Contoh hari kias suku nih. Kia suku na. Kamu thot chơi rồi á. Không có tưởng nè. Đâu rồi nhỉ? Quả đẹp lắm, chị chụp ảnh đi. Hết tôi đó. Như chân rồi bây giờ. Ủa xí hả? Hả? Chị tờ à? Hết tôi chờ xí quá. Đẹp bây giờ. Hết tôi một bát lại thế mà. Hết tôi chẳng xài một lần à. À tôi bắt cái này lấy tế hả? Lọ. Ờ. Cái gì á? Ê cái gì? Chỉ nhớ nó lọ. Cái gì lọ á? Ờ cái gì lọ chế vậy à? Ê, nít đi, nít chỉ tôi muốn vậy à? Lọ gì hả? Đâu bây giờ? Không xí à đi nè. Một giá quýp luôn à. Chị nào bán đây nhỉ? Ai à, em khả y. Em khả y. Ờ y phải khả y mà. Em đó. Chị chung của em à? Em khả y. Em y. Ờ chị sao ô mắt nhãn mắt khả y xin đấy. Chị lẻ à? Nhãn. Ờ. Ờ cái nữa cái đó nữa. Ôi mấy tiền mấy đâu nữa. Mà sợ gì hơn. Sợ gì của này có nữa. Sợ chị nhảy cũng nhảy của nó. Ờ sợ chị nhảy không ạ? Ờ, rồi nhà nhà mình nào? Hàng nó mình đi hàng mấy đâu. Ờ. Có hàng sáng xưa phải. Ừ. Nên nó có thực sự mà các con tiệm tiệm mấy là mở. Hư con ý. Hư con. Chơi mà hư mà môn con. Nên tiệm mấy là mở. Kiểm tra này. Ờ. Có kiểm tra mấy quá. Ừ. Chị đi xuống đó. Trời ơi. Chắc chắc lời đi. Đây là chiếc pháo nè. Tôi nên chả hỏi nè. Thank you.
mua nên mua chả biết thế nữa. Tao dọn được sáng cơm rồi. Thôi chỉ còn lên còn chụp ảnh người xúc của má. Vâng. Muộn ư? Giờ chúng ta tỏ một tao nữa, nhìn nó nào. Mua nhiều đi ăn đi bát. mua nhiều đi ăn đi. Không biết ai mua bán à? Dạ. Không biết à? Không. Máy ảnh nhiếp ảnh thôi. Nhiếp ảnh ra. Sao ai chú lên nào? Bán hàng phải nhanh lên tí chứ. Túi khèo nữa. Lần đầu đi bán. Lấy túi sen đi. 40.000 cân thôi nhá. Nhá. Thôi 40.000 thôi. Sáng mai chở nhiều ra nhá. Nhá. Sáng mai. Sáng mai mua xem một đang lấy thùng đây này. Lấy số điện thoại luôn. Rồi nói okay. Ôi, 80.000 thôi nhá. Số điện thoại bao nhiêu? Xem thầy này lấy túi chì đi mà anh còn hả? Phải anh lấy túi chì. 80.000. Đọc đi. Đọc. Ok. 0856. 544 544 448 Nhà ở đây à? Đã. Nhà trong này à? Không, nhà em ở trong Trung Châu à? Trung Châu Sông Mã. Ở đây bán cho chị thôi mà. Bán cho chị ở đâu? À, nụ chua đấy. Hả? Nụ chua sửa điện thoại anh à? Nụ chua điện thoại đi. Vâng. Nụ chua điện thoại đây này. Vâng. Yeah. Mai mua nhiêu à? Mai cũng mua khoảng độ thùng. Dạ. Thùng này là bao nhiêu cân nhỉ? Chưa cân. Mới chưa cân. Khoảng bao nhiêu cân? Một túi này bao nhiêu cân? Một túi này 1 cân. Cân. Một chùm 1 cân. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tầm khoảng 2 chắc cân. Vâng. Tầm khoảng đấy. 45 tiền một cân làm đấy. 45. Chị mua đi. Chị ăn thử đi. Rất ngon này. Nhắm mới. Mấy quả à? Đây. Hai cái mặt dài. Đây đây má. Đi nó này á, nó này là nó Đài Loan á. Bỏ không?
哎，有看到啊？这要是有给你这个，得看到多少？如果要是有给话，还个单呀？这大件如果是，那么啊，我好像找那些带桶的呀。你得挂电话，不然搁这个搁些药给么？我呢？好哎。啊。找你好哎。